nhớ rằng tới giờ phong giờ trên này chắc sẽ sắp phát chuẩn mà nô nô giờ nô thì ở lối chỗ lên tôi sáng sớm cầu gì lại tôi mới phụ nô giờ lô văn sửa cửa sổ tôi vừa nhớ hồ đông sinh phò sáng nô tôi nữa mà thế sẽ lấy cái lô văn nô giờ lô văn sửa là giờ bây giờ Chinese Garden cửa nhớ lên từ lô park phải là lấy nhớ là đông sinh phò nè sau đây cứ ta xin nó gan nữa nô nô nên có chua bé chào rồi nô nên có chua thao lu lu gì lên tôi nên có chua gì chào số cứ tua pan uo ha tua pan thọ thì nô cho khám một chế thằng là cho khám ta bắt đầu khá cho cho Mỹ cả cứ như ôi chăng tôi chăng ta xin xuất thơ khó cứ cho số tua pan uo tua pan khá khó ha ta lu chế nô thọ bắt uo nó chỉ bắt số đông xí thọ sư nó chỉ Mỹ cả cứ bắt uo thì xin mà số tua khá thì ôi chăng tôi chăng chỉ nói nó giờ nó thì ở lại chỉ cho số thứ một chế độ nó thì nên gọi cho nó gì đến đâu là nè thế khi mà ta xin nó cái yêu cho Mỹ cả ô khó số là dạng toàn đen để khi nó cố khai mẹ ta bố ở tàu lúc chế nó cho nên nó là cái đó chính thế sự chế yêu ta nè để cùng chế tất cả tàu ta là chỉ là yêu trong câu ha để khó sự nhà lát cho số cứ bố tôi lúc ban ban rồi là cứ lúc Chinese Garden chúng ta cứ phải là lấy nó để nó sang cứ tàu tua phủ ha thằng mới dính tụt bê cỏ bê hạt bao tử à lu vang nó rồi lại chăng là hấp đế tụt ta xin nó cái này cứ phô họ cứ vô tới chăng tụt lại chăng để khảo chứng nó bê bao tử khảo sự này khảo chứng chăng tụt bê à dễ bê cho cỏ bê chỉ nhập bao đã ô lệ cứ ta xin nó này sau đó cán lô một đôi cứ thế nó ô lệ chăng tụt lại chăng là chỉ lúc chế nó lúc nó hấp đế là mẹ ta nữ ô tàu lên đó là sư nó là cái chuyện ôn gì á thế nhưng mà cứ ở trên đó là trên trên ta nó bỏ xứ để cùng trên ta bây giờ tàu tự nhiên tàu đấy cứ sáng ra tự nhiên ít lì tàu đấy xứ thì ta là cứ chỉ tàu say từ bao giờ program schedule ta tàu thứ lên ta thế nhưng mà cùng trên ta tự nhiên ít lì tàu đấy xứ thì ta nên rồi mới được bù tập bao giờ ở thằng này chắc mong người sẽ sẽ nhìn cho nên chăng nào lúc mà chế đi à lúc anh nu nữa là do cái khó chờ thành hở nữa cứ cho nên nó cứ bỏ tàu lên nó là giờ sao ta bắt đầu tao khảo sát tháp nữa thì giờ biết được khảo cán sư để nó bảo thằng tây mới lên chân là cứ lấy áp lực gì là biết tao bảo à xin giết rồi nè